chào toàn thể anh em nhá. Mình xin giới thiệu đến anh em một con âm ly huyền thoại. Piano 7825 mã anh em nhá. Đây là một con âm ly mình mua tại Nhật về, phải nói là nó đẹp kính cong anh em ạ. Đẹp phải nói là xuất sắc. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến anh em và báo giá. Mình khẳng định với anh em nhá, nếu mà mình con này mà anh em không mua được thì anh em không mua được con nào hơn con này đâu anh em ạ. Kể cả từ về hình thức, về giá cả, về độ đẹp mà anh em mà còn chê nữa thì thôi anh em không nên mua được những con nào đẹp hơn con này nữa rồi. Đây là trước tiên anh em nhìn đây, speaker, cầu loa, anh em nhìn cả cái lúc nước của nó luôn. Mình đang chơi ở cầu B, nó đánh được cặp A. Cặp A mình không chơi, cặp B mình đang chơi và đánh được AB cộng anh em nhá. Và đây là power nguồn, và đây là tôn âm sắc. Anh em chơi tôn âm sắc thì anh em ấn vào on, anh em chơi đi rách ấn lên trên. Và đây là đĩa tham xuất du lịch, và đây là chỉnh bát, tăng bát, và đây là chỉnh chép, tăng chép. Con này hoạt động hoàn hảo hết anh em ạ. Anh em nhìn luôn cả cái lúm nút của nó đi. Và đây là lau lốt, anh em chơi lau lốt thì gạt ở dưới. Và đây là hai cổng táp, có táp 1, táp 2. Và đây là cây hiệu ứng của cổng táp anh em nhá. Và đây anh em nhìn đồng hồ VU của nó còn đèn còn nguyên nhá. Nhảy nhún nhảy rất đều luôn. Anh em nhìn vẩy đều chưa? Đấy. Và đây là ba lăng. Loa tay phải mình cân bằng loa tay trái mình. Và đây là chọn cổng vào. Đây nó có cổng mình đang chơi ở cổng Tulo. Và đây là cổng AUX. Và giữa là cổng phone mình không chơi. Cổng AUX mình không chơi, mình đang chơi ở cổng cooler. Ngoài ra nó còn hai cổng táp nữa, nó có bốn cổng vào cho anh em chơi. Và đây là cái volume. Anh em luôn nhìn luôn cả cái lúc của nó. Và mặt của nó là mặt phay nhôm. Anh em nhìn thấy không có sức sẹo nào, không bể lở góc cạnh nào. Đẹp xuất sắc anh em nhá. Và anh em đi vào anh em nhìn thấy con bốn cái công suất của nó này. Con này nó chạy là một con, hai con, một không bảy năm và hai con SC 2525, hai con SA 1075 anh em nhá. Bốn con công suất của nó còn cực kỳ là đẹp, nguyên bản hết. Anh em nhìn cái con nguồn của nó này, còn tem này. Và bên này cũng thế này, vẫn còn tem. Và hai con tụ. Và anh em nhìn tất cả các nhíp của nó còn vàng ống nhá. Các nhíp chuyển cổng này vàng ống luôn. Con này phải nói là đẹp xuất sắc anh em ạ. Và tản nhiệt của nó, nguồn đây còn nguồn phụ nữa. Toàn bộ chân AV. Con này công suất của nó là 155W anh em nhá. Nó là huyền thoại rồi, anh em nào cũng biết đến con này rồi. Không cần phải giới thiệu nhiều. Và chủ yếu quan trọng là cái giá và độ đẹp của nó thôi anh em nhá. Giá mình đang bán là 10.500.000 cho một con máy tuyển chọn về từ Nhật đẹp xuất sắc. Cái giá này thì bảo đảm anh em là khó tìm được những con đẹp như này mà cái giá như này lắm. Anh em nào yêu con âm đi 7800 mắc đôi thì alo cho mình. Và đây là cái lắp lưng của nó, còn lốp sơn còn nguyên zin luôn. Anh em đưa cho mình 1.500.000 là lấy một cặp loa toàn tải của Nhật này. Loa này là loa trợ lời và hát karaoke và nghe nhạc cũng tốt này. Nó một con bát toàn tải ở đây mà một lỗ thông hơi ở đây còn đẹp lắm. 1.500.000 anh em nhé. Anh em nghe thử một đoạn nữa. Tôi em cũng như hoa mới nở, bạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, xanh đèn nở chưa giữ nên lận đận chân chiên. Đôi ta đỡ đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng
Rồi, anh em vừa được nghe mình test và giới thiệu con âm ly 7800 mắc đôi huyền thoại này. Bây giờ chủ yếu là cái giá cả và độ đẹp thôi. Anh em vừa được xem tất cả rồi. Anh em nào kết con này thì alo cho mình 10.500.000. Xin chào, tạm biệt anh em.